Thiếp Mộc Nhi, nhà chinh phạt vĩ đại, vị lãnh chúa bảo tàng. Thiếp Mộc Nhi là một trong những nhà chinh phạt vĩ đại nhất châu Á. Chiến công có thể được so sánh với Thanh Cát Tư Hãn, Nader Shah hay Alexander Đại Đế. Ông đã sáng lập đế quốc Timurid, xây dựng đội quân hùng mạnh và gieo rắc nỗi sợ hãi trên khắp châu Á, châu Phi và châu Âu bằng các cuộc bành trướng quân sự. Dù bị đánh giá là vị lãnh chúa tàn bạo, gây ra cái chết cho hàng triệu người, nhưng công bằng mà nói, di sản mà Thiếp Mộc Nhi để lại có giá trị rất lớn cho hậu thế. Tuổi trẻ tài cao. Thiếp Mộc Nhi còn được gọi là Tamerlane hay Timur, là con trai của người đứng đầu một bộ tộc Mông Cổ ở Trung Á. Ông sinh ngày 9 tháng 4 năm 1336 tại khu vực gần Samarkand, một vùng đất nằm dưới sự cai trị của hậu duệ Sát Hợp Đài, con trai Thanh Cát Tư Hãn, cũng là nơi sinh sống của bộ lạc người Tuốt. Thiếp Mộc Nhi từ nhỏ đã ôm khao khát khôi phục đế quốc Mông Cổ. Những cuộc chinh phạt vĩ đại của Thanh Cát Tư Hãn là nguồn cảm hứng to lớn đối với ông. Thời thơ ấu, Thiếp Mộc Nhi và nhóm bạn của ông thường đột kích các lữ khách du mục để ăn cắp hàng hóa của họ như cừu, ngựa và gia súc. Có nguồn tin cho rằng vào khoảng năm 1363, Thiếp Mộc Nhi đã bị trúng hai mũi tên vào chân khi đang ăn cắp một con cừu. Chính sự cố này đã khiến ông tàn tật suốt đời. Dù tàn tật nhưng Thiếp Mộc Nhi vẫn là một người giỏi võ nghệ và có tài điều khiển quân đội. Ông không biết đọc, không biết viết, nhưng vẫn có thể nói thông thạo tiếng Thổ và tiếng Ba Tư. Ngoài ra, Thiếp Mộc Nhi cũng vô cùng thông minh và chơi cờ tướng rất giỏi. Ông đã sáng chế loại cờ tướng có 110 quân cờ, chính là trò Tamerlane Chess ngày nay. Ở tuổi thiếu niên, Thiếp Mộc Nhi dành phần lớn thời gian trên lưng ngựa, cố gắng chiến đấu và giành được một vị thế đáng kể cho bộ lạc của mình. Khi mới 24 tuổi, ông đã trở thành người đứng đầu bộ lạc, tự xưng là lãnh chúa. Ở tuổi 30, Thiếp Mộc Nhi đã chinh phục được tất cả các bộ lạc người Tuốt trong vùng và lật đổ vị thủ hiến địa phương. Năm 1370, ông trở thành người cai trị toàn bộ vùng Trung Á. Nhà chinh phạt vĩ đại. Dưới sự lãnh đạo của Thiếp Mộc Nhi, các bộ lạc người Tuốt ở Trung Á tạo thành một lực lượng quân sự hùng mạnh. Đến năm 1383, ông bắt đầu một loạt chiến dịch chinh phục Ba Tư của mình. Sau khi chiếm đa số miền đông Ba Tư và đánh bại Mông Cổ, Toctamish, Thiếp Mộc Nhi đã chiếm đóng Moscow trong một năm. Năm 1398, lấy lý do quốc vương của Vương quốc Hồi giáo Delhi thể hiện sự khoan dung quá mức đối với các thần dân theo Hindu giáo, Thiếp Mộc Nhi đã đưa quân xâm chiếm vương quốc này. Ngày 24 tháng 9 năm 1398, quân đội của ông băng qua sông Indus, mặc sức tàn sát, cướp bóc trên đường đến thủ đô Delhi. Đến ngày 17 tháng 12 năm 1398, quốc vương Delhi tên là Mahmud Tuluk đã dốc toàn bộ quân lực để ngăn chặn quân của Thiếp Mộc Nhi tại Panipat. Quân Delhi lúc này khá đông, chiến đấu chủ yếu dựa vào đàn voi chiến. Tất nhiên, bấy nhiêu đó là chưa đủ để Thiếp Mộc Nhi lui quân. Ông có đủ các chiến thuật để tiêu diệt đàn voi. Năm 1399, Thiếp Mộc Nhi tổ chức cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào lãnh thổ ở Syria. Sau khi chiếm được thành phố Aleppo, quân đội của Thiếp Mộc Nhi tiếp tục chiếm đóng thành phố Damascus vào năm 1401. Cuối cùng, ông chuyển sang tấn công Baghdad của Iraq trong cùng năm. Thiếp Mộc Nhi đã trải qua 35 năm tiếp theo với những cuộc chiến tranh và chinh phục không ngừng nghỉ. Ông không chỉ củng cố quyền cai trị của mình ở quê nhà bằng cách khuất phục những kẻ đối lập, mà còn mở rộng lãnh thổ bằng cách xâm phạm đất đai của các cường quốc bên ngoài. Các cuộc chinh phạt ở phía Tây và Tây Bắc đã đưa Thiếp Mộc Nhi đến các vùng đất gần biển Caspi, đến bờ sông Ural và sông Volga. Còn các cuộc chinh phạt ở phía Nam và Tây Nam của ông bao gồm hầu hết các tỉnh ở Ba Tư, bao gồm Baghdad, Karbala và Bắc Iraq. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sachtinhgon.com. Đội quân bất khả chiến bại. Quân đội Thiếp Mộc Nhi là một trong những đội quân được vũ trang tốt nhất thế giới thời bấy giờ. Nghệ nhân và thợ thủ công lành nghề
từ nhiều nơi khắp châu Á đã bị bắt và đưa về kinh đô Samarkand. Tại đây, họ được ra lệnh chế tạo các vũ khí và áo giáp tối tân nhất thời điểm đó để phục vụ quân đội của Thiếp Mộc Nhi. Sau mỗi lần chiến thắng, quân đội của Thiếp Mộc Nhi lại ngày càng lớn mạnh. Vào thời điểm ông sẵn sàng xâm lược nhà Minh, mặc dù không có con số chính xác nhưng theo ước tính, quân đội của ông có tổng số lên tới vài trăm nghìn. Quân đội Thiếp Mộc Nhi luôn phát triển bằng cách học hỏi. Sau khi đánh bại một kẻ thù nào đó, họ lại học được các phương pháp và vũ khí chiến tranh mới. Từ người Ấn Độ, họ có thêm voi chiến. Từ người Iran, họ học hỏi cách thức chế tạo các loại vũ khí công thành. Từ người Ottoman, họ tiếp thu thêm thuốc súng. Từ người Đông La Mã, họ học được cách dùng lửa để thiêu trụi hạm đội thập tự chinh trong cuộc bao vây Smyrna. Đến khi chuẩn bị đông chinh nhà Minh, quân đội Thiếp Mộc Nhi đã sở hữu một kho vũ khí cũng như chiến thuật đa dạng. Tuy nhiên, Thiếp Mộc Nhi đã lâm bệnh và qua đời vào tháng 2 năm 1405 khi mục tiêu chinh phạt nhà Minh còn đang dở dang. Đế chế Timurid do ông gây dựng tiếp tục thực hiện những cuộc chinh phạt. Tuy nhiên, khi thiếu đi thủ lĩnh, họ không còn chiến đấu hiệu quả như trước. Cuối cùng, đội quân bắt đầu tan rã và đế chế rộng lớn của Thiếp Mộc Nhi cũng nhanh chóng lụi tàn vào năm 1507. Vị lãnh chúa tàn bạo. Thiếp Mộc Nhi nổi tiếng là một kẻ xâm lược tàn bạo. Khi người dân ở vương quốc Delhi nổi dậy, ông đã điều một lực lượng hùng hậu đến dập tắt. Sau khi khống chế được đại cục, Thiếp Mộc Nhi hạ lệnh bắt giữ và giết khoảng 70.000 già trẻ gái trai có liên quan đến cuộc nổi loạn này. Tính ra, sau cuộc xâm lược của Thiếp Mộc Nhi, những gì còn lại ở vùng đất này chỉ là đống đổ nát. Một số nguồn cho rằng số người Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc xâm lược này lên đến 1 triệu người. Năm 1399, Thiếp Mộc Nhi tuyên bố sẽ không giết hại những công dân Sivas, miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ, nếu họ chịu đầu hàng. Nhưng sau khi người dân mở cổng, ông đã thất hứa, ra lệnh chôn sống tất cả 3.000 công dân tại đây. Quân đội của ông sau đó còn giết hại người vô tội, đốt cháy toàn bộ thành phố tại Armenia và Georgia. Theo các nhà nghiên cứu, trong khoảng thời gian chinh phạt của mình, Thiếp Mộc Nhi đã giết hại khoảng 200.000 binh lính và thường dân ở Ấn Độ, 20.000 người dân Aleppo, 70.000 người Ifsan, 70.000 người Tikrit và 90.000 người ở Baghdad. Vào cuối thế kỷ 14, thời gian hùng mạnh nhất của đế chế Timurid, các chuyên gia lịch sử ước tính, ông đã giết 5% dân số thế giới. Tổng cộng, số người bị giết hại trong thời gian Thiếp Mộc Nhi nắm quyền lên đến 15 cho đến 20 triệu người. Di sản của nhà chinh phạt Trung Á. Dù là một kẻ xâm lược tàn bạo nhưng Thiếp Mộc Nhi vẫn được xem là nhà lãnh đạo, có công khai sáng, khuyến khích sự phát triển văn học, nghệ thuật và ngôn ngữ. Những cuộc xâm lược của ông đã làm thay đổi cán cân quyền lực ở Trung Á, biến hàng loạt các thành phố như Herat, Samarkand và Tashkent thành các trung tâm văn hóa và thương mại. Đặc biệt là Samarkand, một thành phố sa mạc hóa là thủ đô mà Thiếp Mộc Nhi dựng lên. Samarkand đầy ắp cung điện, thánh đường, lăng tẩm, hầu như đều có màu xanh da trời. Được xây dựng với kích cỡ đáng kinh ngạc, các thánh đường ở Samarkand và nhiều công trình lịch sử khác có thể vượt xa cả thành phố hiện đại. Ví dụ như thánh đường Bibi Khanum được xây dựng sau khi Thiếp Mộc Nhi đánh chiếm Ấn Độ cuối thế kỷ 14, có đến 450 cột đá cẩm thạch được dựng nên nhờ sức của 100 con voi. Dù cho Thiếp Mộc Nhi vốn nổi tiếng ở Uzbekistan, nơi đế chế của ông từng trải dài khắp các vùng đất từ Ấn Độ tới Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ả Rập Saudi, nhưng nơi tập trung quyền lực của ông vẫn là Rajasthan hay miền cát ở Persian, tại thủ đô Samarkand. Quảng trường này từng là nơi đưa ra các tuyên bố hoàng tộc, cũng là nơi thực hiện những vụ xử tử công khai. Ngày nay, Rajasthan là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện chính, bao gồm các lễ hội âm nhạc. Là một nhà bảo trợ nghệ thuật, Thiếp Mộc Nhi đã tập trung các nghệ sĩ và học giả khắp Trung Á tại triều đình ở Samarkand. Ông cho xây dựng những nhà thờ Hồi giáo to lớn ở quê hương Kesh, ở Yazi, Turkestan và Samarkand. Ngôn ngữ của người Turk, tiếng Chagatai, được sử dụng ở Trung Á trở thành ngôn ngữ nghệ thuật tại khu vực này trong suốt 5 thế kỷ. Thiếp Mộc Nhi cũng là người cho thiết kế và xây dựng tòa đồng hồ gạch, một công trình kiến trúc tâm linh nằm giữa vùng đất hoang sơ ở làng Guyao, Kala thuộc Nukus, Uzbekistan. Sau khi ông qua đời và được chôn cất tại nơi đây, tòa đồng hồ này đã trở thành lăng mộ. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!